Thưa quý vị, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán bất ngờ tới Trung Quốc vào sáng nay, ngày 8 tháng 7, sau chuyến thăm tới Nga và Ukraine vào tuần trước. Theo hãng tin RT, ông Orbán tới Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến công du sứ mệnh hòa bình sau khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev. Nhà lãnh đạo Hungary xác nhận ông đã đến Trung Quốc với bức ảnh được Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chào đón tại sân bay. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, vào sáng nay ngày 8 tháng 7, Thủ tướng Orbán viết Sứ mệnh hòa bình 3.0 Bắc Kinh. Trước đó, thông tin về việc nhà lãnh đạo Hungary có thể tới Bắc Kinh lần đầu tiên được Cổng Thông tin Hungary 444 tiết lộ hôm ngày 7 tháng 7. Cổng thông tin này cho hay, ông Orbán dự kiến đến Trung Quốc vào rạng sáng thứ Hai. Hồi tuần trước, ông Orbán đã tới Kiev và gặp Tổng thống Zelensky nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo Ukraine xem xét các cuộc đàm phán ngừng bắn với Moscow. Thủ tướng Hungary ngay sau đó còn bất ngờ tới Moscow, mà theo văn phòng của ông Orbán, đây là một phần trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình của ông. Hai nhà lãnh đạo Nga và Hungary đã có các cuộc thảo luận kéo dài nhiều giờ nhằm tìm ra lối thoát ngắn nhất cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Orbán thừa nhận Moscow và Kiev vẫn còn nhiều bất đồng và Tổng thống Zelensky không thực sự thích các đề xuất của ông. Chuyến thăm bất ngờ của ông Orbán tới Nga đã vấp phải sự chỉ trích của Kiev và các nhà lãnh đạo EU. Song, Thủ tướng Hungary tuyên bố một trong những bước quan trọng nhất để chấm dứt xung đột là thiết lập liên lạc và ông không yêu cầu EU ủy quyền để thúc đẩy hòa bình. Hungary hiện giữ chức chủ tịch luân phiên EU và là một trong số ít thành viên trong khối cùng với nước láng giềng Slovakia duy trì tính trung lập và từ chối gửi vũ khí cho Ukraine. Thủ tướng Hungary cảnh báo nguy cơ tự diệt vong của NATO. Mới đây, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khuyên cáo các bước leo thang can dự của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine có thể dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, gây ra hậu quả thảm khốc. Trong một bài xã luận đăng trên tạp chí Newsweek hôm ngày 6 tháng 7, ông Orbán đã đề cập đến các xu hướng mới nhất liên quan đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu và Hungary là thành viên kể từ năm 1999. Ông Orbán nhấn mạnh sự tham gia tích cực của Hungary vào nhiều hoạt động và sáng kiến của NATO trong những năm qua, cũng như việc nước này tuân thủ mục tiêu của tổ chức về việc chi 2% GDP cho quốc phòng. Nhà lãnh đạo Hungary lưu ý, tổ chức khi đất nước ông mới gia nhập cách đây 25 năm là một dự án hòa bình và một liên minh quân sự để phòng thủ. Tuy nhiên, ngày nay, thay vì hòa bình, chương trình nghị sự của NATO là theo đuổi xung đột, thay vì phòng thủ lại là tấn công, ông Orbán nhận xét. Theo ông Orbán, ngày càng có nhiều tiếng nói trong NATO nhắc đến sự cần thiết hoặc thậm chí là không thể tránh khỏi của các cuộc đối đầu quân sự với các trung tâm quyền lực địa chính trị khác trên thế giới. Người đứng đầu Budapest khuyến cáo thái độ này giống như một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Ông Orbán cũng đề nghị đề cập đến việc một số quốc gia thành viên NATO gần đây đã cân nhắc khả năng triển khai một chiến dịch của khối ở Ukraine. Cuối tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng tuyên bố không loại trừ khả năng điều động binh lính Pháp tới Ukraine để trợ giúp Kiev chống lại quân Nga. Mặc dù đề xuất của ông Macron nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích từ Đức và các thành viên NATO khác, lãnh đạo Điện Elysee tiếp tục lặp lại ý tưởng gây tranh cãi đó trong nhiều dịp khác kể từ đó. Hồi tháng 5, Estonia và nước láng giềng Lithuania báo hiệu sẵn sàng gửi quân tới Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ hậu cần và phi chiến đấu khác. Ông Orbán, người cực lực phản đối sự can dự của phương Tây và cuộc khủng hoảng ở Ukraine, khuyến cáo nếu NATO không thay đổi cách hành xử như trên ngay bây giờ, đó sẽ là hành động tự diệt vong. Các lãnh đạo NATO và những nước thành viên khác của khối hiện chưa lên tiếng phản hồi trước cảnh báo mới của Thủ tướng Hungary. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC, ông Biden mô tả việc ủng hộ Ukraine và đoàn kết hơn 50 đồng minh để hỗ trợ Ukraine là một trong những thành tựu chính trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông đang trong tình trạng tốt và có thể đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống. Khi được người dẫn chương trình hỏi liệu ông có đồng ý trải qua một cuộc kiểm tra y tế độc lập, bao gồm các xét nghiệm thần kinh và nhận thức hay không, ông Biden trả lời rằng ông phải trải qua một cuộc kiểm tra nhận thức mỗi ngày. Bạn biết đấy, tôi không chỉ vận động tranh cử mà còn điều hành thế giới. Không phải, và điều đó không hay, nghe có vẻ cường điệu, nhưng chúng ta là siêu cường số 1 của thế giới. Chúng ta đã thành lập và vạch ra tương lai của NATO. Tôi là người ngăn chặn Putin. Tổng thống Biden cũng tuyên bố rằng ông sẽ không rút khỏi cuộc bầu cử, mặc dù có nhiều lời kêu gọi ông hãy làm như vậy sau cuộc tranh luận thảm họa. Ông cũng gọi màn trình diễn không thành công của mình trong cuộc tranh luận với Donald Trump là một tập phim tồi tệ. Tổng thống Biden khẳng định rằng mình vẫn đủ minh mẫn để tiếp tục nhiệm vụ. Bên cạnh đó, ông Biden hứa sẽ tham gia một cuộc tranh luận khác với cựu Tổng thống Trump. Cuộc tranh luận là một khoảnh khắc tồi tệ, không phải là tình trạng nghiêm trọng. Tôi sẽ không dừng tranh cử. Tôi từng đánh bại ông Trump trước đây và đã làm được nhiều việc hơn bất kỳ Tổng thống nào khác, ông Biden nói. Đài phát thanh NPR đưa tin, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, tính đến 23 giờ ngày 7 tháng 7, với 184 đến 186 đại biểu so với 149 đại biểu của Quốc hội sắp mãn nhiệm, Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới đã có được vị trí dẫn đầu. Mặc dù giành thắng lợi lớn ở vòng đầu tiên, nhưng Đảng Tập hợp Quốc gia và các đồng minh chỉ có được từ 141 đến 143 ghế, chấp nhận dừng lại ở vị trí thứ 3. Đứng giữa hai lực lượng nêu trên, liên minh cùng nhau của Tổng thống Emmanuel Macron chính thức đánh mất thế đa số tương đối và chỉ còn giữ được 160 đến 162 đại biểu, thấp hơn nhiều so với 254 ghế trong Quốc hội khóa trước. Thất bại nằm ngoài mọi dự đoán của phe cực hữu cho thấy chiến lược rút lui của Mặt trận Cộng hòa, mà nòng cốt là phe cánh tả thống nhất và phe của Tổng thống Macron, đã phát huy hiệu quả ngoài mong đợi. Những thông điệp và hướng dẫn bầu cử của các đảng này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cử tri. Trước đó, Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới đã rút 130 ứng cử viên và Liên minh cùng nhau đã rút 80 người khỏi các khu vực bầu cử mà phe cực hữu có ưu thế nhất để tạo cơ hội thêm điểm cho các đảng còn lại. Phát biểu chúc mừng thành công sau khi có kết quả bầu cử sơ bộ, ông Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng cánh tả cấp tiến nước Pháp bất khuất, thành phần lớn nhất trong Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới và cũng là ứng cử viên tiềm năng cho chức thủ tướng, bày tỏ: "Tối nay, nhân dân của chúng ta rõ ràng đã loại trừ giải pháp tồi tệ nhất. Đảng Tập hợp Quốc gia còn lâu mới chiếm được đa số tuyệt đối, thậm chí hoàn toàn ngược lại." Lãnh đạo đảng cánh tả cấp tiến nước Pháp bất khuất khẳng định thất bại của phe ông Macron là không thể thay đổi và ông ấy không thể lảng tránh bằng mọi cách. Thủ tướng phải ra đi, Tổng thống có nghĩa vụ kêu gọi Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới điều hành chính phủ. Ông Mélenchon tuyên bố sẽ từ chối mọi cuộc đàm phán với phe của Tổng thống Macron. Theo tính toán ban đầu, đảng cánh tả cấp tiến nước Pháp bất khuất và đảng xã hội của cựu Tổng thống François Hollande sẽ chia nhau khoảng 40% số ghế trong khối cánh tả thống nhất. Tuy thất bại, nhưng số ghế giành được, Liên minh cùng nhau vẫn được hưởng lợi lớn từ Mặt trận Cộng hòa. Vị trí thứ hai đủ để đảm bảo cho phe này trở thành lực lượng không thể bỏ qua trong mọi cuộc thương lượng chính trị. Kết quả vòng 2 càng khẳng định sự phân cực của chính trường Pháp, với 3 khối có số ghế không chênh nhau quá nhiều trong Quốc hội khóa mới. Thắng lợi hoàn toàn bất ngờ đã giúp Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới đã vươn lên trở thành lực lượng chính trị lớn nhất, trong khi phe cực hữu không còn cơ hội nắm chính phủ.